Hi, xin chào anh em, chào mừng anh em trở lại kênh mình nha. Rồi, trước mắt anh em là một cái đầu nén đầu quý nha. Đầu quý thì xứ 22 ly. Rồi, trước tiên vô video clip thì xin chúc anh em xem video clip có một tối tuần em vui nha và sức khỏe. Chúc mừng cho ngày mới tốt lành nha anh em. Rồi, giờ mình sẽ đi vào chi tiết cho anh em nha. Rồi, con ngọt con đầu này là đầu ý thì xứ 22 ly. Nó vừa có áp vừa có nước nha. Con này thì nó có hiệu là G13 mà nó mất cái mạc nó tiêu rồi. Vì nó mất cái mạc rồi nha. Đó thì G13. G13 thì vừa có áp vừa có nước. Còn G20 á thì áp lên 200, lưu lượng nước 16 lít. Con này thì áp lên có 100 đến 150, lưu lượng tầm 20 đến 25 lít nha. 20 đến 25 lít trên 1 phút. Đó, đầu thì tới hồi chỉnh áp rồi nha. Đầu thì còn nguyên riêng nguyên bản luôn nha. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi đầu trước còn nguyên riêng luôn nha. Cái mặt sau đít nè. Quá đẹp luôn nha anh em. Dòng máy này mình cần rất là nhiều nha. Anh em nào cần thì liên hệ mình nha. Đó. Con này thì đang chạy với cái bu ly. Đang chạy bu ly nha. Đang chạy bu ly thì em đã lắp bu ly vào rồi thép máy lên cho anh em nha. Rồi anh em về xài cúc âm và xài qua khớp nối nha, chống dẫn giật nha. Đó, nó có đủ loại nha anh em. Đó. Con này thì mình có thay đồng hồ mới, đồng hồ HP. Đó, tay hồi trên áp riêng của nó luôn nha. Tay hồi trên áp riêng nha. Tại cái hình cái áp quý luôn nha. Đó, xài rất là nhạy luôn, ngắt súng rất là nhạy luôn nha. Đó. Rồi con này thì áp lên được cỡ 100 150, anh em thích hợp với motor tầm 5 ngựa 7 ngựa nha thì xài con này nha anh em, gửi xe ô tô xe tải xe ben nha, rất là khỏe luôn. Đó. Rồi thì giờ mình sẽ đi vào chi tiết mình test máy cho anh em xem nha. Test máy test tải ok rồi, không bị xì xẹt nước nha. Rồi không bị áp thì lên áp 150. Đó. Đồng hồ thì ngắt súng thì nhả về không. Rồi giờ mình đi CV vào test máy nha. Bật nước rồi. Bật nước như đây quá. Rồi. Đó, máy đơn chạy nha anh em. Đơn chạy nè, không tải nè. Súng ngắt gì không nè. Đơn chạy không tải nha. Rồi, test máy êm máy luôn nha. Không bị xì nước, xì xẹt gì nha anh em. Rồi, quá là ngon lành cành đào luôn. Rồi, con này thì mình bán giá 6 triệu nha. 6 triệu chưa bao gồm phí vận chuyển nha anh em. Đó, thì anh em nào cần thì hãy liên hệ qua số điện thoại của mình 033-241-6648 nha. Đầu thì mình còn rất là nhiều nha anh em. Đó, anh em cứ yên tâm mà xài. Rồi, cảm ơn anh em đã xem hết video clip mình. Anh em xem xong thì tiếp hay cho like đăng ký kênh để ủng hộ mình nha anh em. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em các video clip khác. Xin
chào bạn lại anh em, bye bye.